Và đây là dòng pin đồng xu Duracell CR2025 hay còn gọi là pin DL2025, một viên pin chính hãng mẫu mới của Duracell và được đóng gói một vỉ hai viên như tay tôi đang cầm. Kích thước khoảng 20mm x 2.5mm cho một viên, một hộp gồm 6 vỉ là 12 viên. Hàng chính hãng Duracell, hình dáng tròn dẹt giống như đồng xu và thành phần là lithium không sạc, điện thế 3V. Đây là một vỉ pin chính hãng có đã sử dụng được in phía sau vỉ pin và chúng tôi có giao hàng tận nơi toàn quốc, dù chỉ một vỉ cũng giao, tính phí giá giảm cho khách mua số lượng nhiều. Vui lòng gọi 0909 911 096 hoặc 0903 352 340, xem thêm tại website pinnguon.vn hoặc pinnguon.com. Xin cảm ơn.